Vâng, xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay thì mình chia sẻ các anh chị chúng ta cái cách đi du lịch tại một hòn đảo lớn nhất Việt Nam, đó là hòn đảo Phú Quốc. Vâng ạ, thì xin giới thiệu với anh chị chúng tôi, tên là Chiêu, là người đã từng hướng dẫn đi rất là nhiều đoàn du lịch trong và ngoài nước. Trong đó thì cái đảo Phú Quốc là bên du lịch Chiêu Tour. Nói chung và cũng như cá nhân mình thì đã từng đến rất nhiều hòn đảo này. Thì ngày hôm nay mình sẽ có những cái bí quyết để làm sao để chúng ta có một cái chuyến đi du lịch Phú Quốc, đặc biệt là trong những ngày lễ ngày Tết, ngày Tết Tây tới đây, đặc biệt là ngày lễ Tết âm lịch ở đây, để chúng ta có một cái niềm vui và trần hạnh phúc, đúng không ạ? Thì một câu hỏi đặt ra là chúng ta đi Phú Quốc bằng cách nào, đúng không ạ? Và chúng ta đến đó chúng ta có những gì ngoài đó và cái thông tin du lịch ngoài Phú Quốc thì có những gì này. Giả sử ngày hôm nay chúng ta đang ở thành phố Hà Nội đi ạ, hay là ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đi Phú Quốc thì giả sử trước mắt chúng ta ở tại cái thành phố Hồ Chí Minh ạ, chúng ta đi Phú Quốc thì nếu chúng ta đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái phương tiện để chúng ta đi. Đầu tiên là chúng ta sẽ có phương tiện đó là bằng máy bay và ngoài cái phương tiện bằng máy bay ra thì chúng ta sẽ đi bằng đường bộ và đi đường tàu. Tàu thì có nó tàu chúng ta sẽ đi bằng tàu Super Đông. Chúng ta sẽ có hai cảng. Cảng thứ nhất đó là cảng Rạch Giá, cảng thứ hai là cảng Hà Tiên. Và đầu tiên thì tôi chia sẻ một cái phương tiện bằng máy bay trước ạ. Máy bay á thì để đi Phú Quốc á, thì từ thành phố Hồ Chí Minh, nếu từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc thì sẽ có đường bay. Hàng ngày sẽ có khoảng gần 20 chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam Airlines, Vietjet, Jetstar và Bamboo Airlines. Là bay hàng ngày rất là nhiều chuyến. Và để cái kinh nghiệm mà đặt vé máy bay rẻ thì chúng ta sẽ có một cái mẹo như thế này. Chúng ta nếu mà khi chúng ta đi Phú Quốc chúng ta chọn vào ngày cuối tuần, không phải ngày lễ, chúng ta tránh ngày cuối tuần nha, đặc biệt là thứ sáu đi, thứ chủ nhật về chúng ta tránh nha. Còn nếu mà mẹo nhỏ chúng ta hãy đặt chuyến đi để chúng ta đi Phú Quốc là đặt chuyến trễ, chúng ta tiết kiệm là chúng ta sẽ đến đang nghỉ một đêm, hôm sau chúng ta chơi chọn 2 ngày chúng ta về chuyến trễ nhất. Hôm nay chúng ta đi thì hôm nay thì thứ sáu chẳng hạn, chúng ta đặt cái chuyến từ khoảng 15 giờ trở đi, chuyến giá vé bay rất là rẻ, nó rẻ có thể là rẻ hơn cái chuyến sáng rất là nhiều, bởi vì đa phần thì mọi người được nghỉ ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì đa phần họ sẽ chọn vào sáng thứ sáu hoặc là sáng thứ năm đó. Thì nếu mà chúng ta đi gia đình không theo tập thể, chúng ta bay cái giờ bay trễ nhất. Còn khi mà chúng ta về thì chúng ta có thể chọn cái chuyến bay, một là trễ nhất, ví dụ ngày chủ nhật là một là chuyến trễ nhất, hai là chuyến sớm nhất. Chuyến sớm nhất là chuyến 7 giờ, 8 giờ. Chúng ta tránh trường hợp chúng ta đặt cái chuyến là 2 giờ, 1 giờ, 12 giờ. Thì chuyến đó thông thường thì cái độ hot nó cao lên, mọi người di chuyển nhiều thì giá vé máy bay nó rất là cao. Anh chị mình ha. Và tại rất là nhiều đường bay hiện nay đã đến Phú Quốc từ cả đất nước Việt Nam chúng ta, đặc biệt là thủ đô Hà Nội. Thủ đô Hà Nội thì sẽ đã có đường bay thẳng của Việt Nam là Vietjet và Jetstar, Bamboo, và từ Hải Phòng cũng đã có chuyến bay đi thẳng đến Phú Quốc, từ Vinh cũng đã chuyến bay đi thẳng Phú Quốc, hay là từ Đà Nẵng cũng có chuyến bay đi thẳng đến Phú Quốc. Vậy thì chúng ta hãy căn cái giờ bay hợp lý để chúng ta bay nha quý vị mình ha. Và chúng ta cũng lưu ý một điều, thì chúng ta sẽ đặt càng sớm thì vé máy bay nó càng rẻ nha. Tuy nhiên thì nhằm khi gặp cái trường hợp và vé bay các chị mình book rồi ngày hôm nay là 3 triệu nhưng có thể ngày mai các chị mình book là 2,5 triệu, bởi vì các hãng không đôi khi người ta xả chạy, người ta xả giá thì thành thử ra đôi khi chúng ta có thể bay cùng một chuyến, chúng ta đặt sau thì có thể chúng ta sẽ rẻ hơn, chứ đừng nghĩ là chúng ta đặt sau thì nó sẽ mắc hơn. Nhưng mà đây là điều hiếm nhé, thông thường thì chúng ta đặt trước cái giá vé máy bay nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều anh chị mình ha. Cái phương tiện thứ hai để chúng ta đi Phú Quốc đó là đi bằng xe. Nếu mà từ thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta đi vào ban đêm, chúng ta thường đi vào ban đêm, chúng ta khoảng 10 giờ chúng ta xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh thì đến cảng Rạch Giá khoảng chừng 4 giờ sáng, còn nếu cảng Hà Tiên nó khoảng chừng 5-6 giờ sáng. Còn nếu chúng ta đi cảng Rạch Giá thì nó gần hơn để cảng Hà Tiên, còn đi cảng Hà Tiên thì nó xa hơn. Nhưng mà thông thường là sẽ đi cảng Hà Tiên, vì sao ạ? Bởi vì cái vé tàu của cảng Hà Tiên nó sẽ rẻ hơn. Tàu Super Đông nó chạy từ cái cảng Hà Tiên nó sang hòn đảo Phú Quốc nó khoảng 1 tiếng rưỡi thôi, là khoảng hơn 50 km.
thì giá vé nó tầm từ khoảng 220.000 đồng một vé. Còn nếu chúng ta đi từ cảng đặt giá thì giá vé nó là 320.000 đồng một vé một lượt đó. Còn khứ hồi chúng ta phải nhanh lên, chúng ta phải nhanh lên nhé anh chị ha. Và cái dịp lễ Tết thì trong thông thường đó, chúng ta phải lưu ý một điều, chúng ta phải đặt tất cả các dịch vụ tại ngoài đảo Phú Quốc. Thông thường các dịch vụ ngoài đó thì nó sẽ bị full. Nhưng mà đặc biệt thì trong năm 2019 thì theo nhận định Tết năm 2020 là Tết dương lịch nha, thì hiện nay thì tình trạng phòng không full lắm đó, thì không hot lắm bởi vì cái ngày nghỉ nó ngắn hơn là những năm trước. Tuy nhiên thì chúng ta cần nên đặt trước. Còn nếu dịp mà Tết âm lịch chúng ta phải nên đặt trước từ bây giờ, mà đặc biệt vé bay chúng ta phải nên đặt càng sớm càng tốt. Theo tư vấn của em đây thì các anh chị mình cũng nên đặt một cái tour, nên đặt một cái tour chọn gói dễ hơn. Thì tại sao đặt cái tour chọn gói thì chúng ta phân tích cả. Còn các anh chị nào mà đang đi gọi là dạng tự túc thì chúng ta sẽ đến đặt qua online của tàu booking hoặc là qua công ty lữ hành booking vé tàu hỗ trợ cho chắc. Nhưng khi anh chị mình đi 4-5 người chúng ta đến cảng chúng ta mua vé tàu thì nó hết cái giờ đẹp của chúng ta rồi, thậm chí nó không còn vé tàu nữa cho chúng ta đi. Rồi chúng ta khi đang sang đảo Phú Quốc thì cái dịch vụ lưu trú rất quan trọng. Nếu chúng ta muốn ở trung tâm ở gần biển thì chúng ta phải đặt trước, hoặc là chúng ta phải nghiên cứu trước khi chúng ta đang ở đó. Nhằm khi chúng ta đang ở đó thì nhằm khi những cái khách sạn đẹp, những khách sạn hot thì đầu như nó không còn nữa, thì chúng ta phải ở xa hơn. Còn về vấn đề ăn uống thì tại Phú Quốc thì nó có trung tâm, nó là trung tâm, nó rất có nhiều các nhà hàng rải rác. Thì thông thường cái giá dịch vụ ngoài đó nó sẽ cao gấp 150% so với đất liền, tức là cao gấp rưỡi cho đất liền, bởi vì tất cả đồ ăn thức uống mà nó rất là cao. Hải sản nó cũng rất là cao, ví dụ 1 kg ghẹ đôi khi nó khoảng 500-600 ngàn. Và cái chỗ mà bán đặc sản thứ hai đó chính là cái làng chài Hàm Ninh. Làng chài Hàm Ninh thì bây giờ các anh chị mình ra ngoài đó thì khu vực làng chài nó có một cái chỗ mà gọi bến cảng, nó dài gần 1 cây số, nó bán hai bên đường, ngoài hai bên đường hải sản và rất là tươi, và ghẹ người ta nuôi trực tiếp, người ta thả trực tiếp trên biển, người ta nuôi ở đó xong người ta kéo lên, người ta bán trực tiếp, ăn rất là tươi. Và cái không khí ở ngoài biển khơi ấy, thì chúng ta nhậu chúng ta cảm thấy rất là thích hơn là chúng ta nhậu ở trong những cái quán ở trong cái khu vực bên trong đó, cái gì mình ha. Và ngoài ra thì vào buổi tối thì tại khu chợ đêm Phú Quốc thì người ta cũng bán rất là nhiều những cái đồ hải sản rất là ngon tại chợ đêm, tuy nhiên là giá cũng hơi chát anh chị mình ha. Còn về phần tham quan các điểm tham quan tại Phú Quốc có những cái gì mới ạ? Thì trong thời gian gần đây nhất thì nó có những cái điểm mới sau. Cách đây khoảng 2 năm thì nó có cái Safari, đó là một thú nằm khu vực Bắc đảo. Đây là một hệ thống của Vinpearl Phú Quốc, tập đoàn Vingroup họ xây dựng, cũng như là họ phát triển cái khu vực chăn nuôi các loại động vật quý hiếm ở khu châu Phi, châu Á, và tập trung ở đây và biểu diễn rất là nhiều những trò, đặc biệt là biểu diễn chim. Chim ở đây rất là hay, rất là thu hút du khách, và họ nuôi rất là nhiều thú quý hiếm, ví dụ như voi hay là hổ hay là sư tử, là rất là nhiều những loại động vật quý hiếm tại đây. Khi mình đưa trong đó thì chúng ta sẽ được tham quan giống như là vườn thú Safari của Thái Lan vậy. Và trong này thì tôi thấy là đây xem là vườn thú lớn nhất của cả Việt Nam thì nằm ở trong cái Safari của Phú Quốc. Và cái địa điểm mà đang hot xưa giờ đó chính là khu vực khu vui chơi giải trí của Vinpearl. Vui trong này chúng ta sẽ vui chơi, tham quan các cái trò chơi, tham quan nhạc nước cũng như là ở ngoài Nha Trang thôi. Và chúng ta sẽ có những cái hệ thống đặc biệt, đó là hệ thống công viên Waterpark rất là lớn, khổng lồ rồi đó. Chúng ta chơi rất là nhiều trò chơi rất thích tại khu vực Vinpearl. Và đi Phú Quốc thì chúng ta cũng nên lựa chọn mình một cái chương trình, đó là câu cá. Câu cá mà lặn ngắm san hô vô cùng hấp dẫn và đa dạng tại khu vực Nam và Bắc đảo. Mà theo mùa thì thông thường cái mùa Tết này thì nó sẽ diễn ra tại Bắc đảo khi chúng ta đi câu cá, bởi vì theo hướng gió mà gió mùa Đông Bắc thì nó bị cản trở rồi, thì Tây Nam mà chưa tới, tháng 4 mới tới, thì chúng ta sẽ câu ở vực Dương Đông Phú Quốc. Và cái chương trình hấp dẫn cũng liên quan đến tàu, đó là chúng ta chương trình câu mực vào ban đêm cũng rất là vui vẻ và hạnh phúc, hết sức là lãng mạn. Và tiếp theo nữa mà chúng ta sẽ có một cái chương trình, chúng ta có một chương trình đó như là chúng ta đi cáp treo, cáp treo Hòn Thơm. Cáp treo Hòn Thơm thì được xem là cáp treo là dài nhất của thế giới qua biển, dài 7,8
79 km, gần 8 cây số, băng qua cái khu vực Hoàng Thơm, đảo Hoàng Thơm rất là đẹp, của một cái tập đoàn tên là Sun Group, họ đầu tư đó, đầu tư cái khu vui chơi giải trí đó, hấp dẫn và giá cũng rất là rẻ, nó thông thường nó khoảng chừng 200.000 cho một người khứ hồi anh chị mà ha. Còn những bãi biển tại Phú Quốc thì thông thường đó, thì khách sẽ ra đó là bãi gọi là bãi sao, bãi sao này rất là đẹp, chúng ta nên đi Phú Quốc nên tắm biển tại bãi sao rất là đẹp và ra chụp hình nên rất là tuyệt vời anh chị mình ha. Thì cũng có một lời khuyên dành cho tất cả anh chị mình, nếu chúng ta đi Phú Quốc thì chúng ta một số anh chị mình chúng ta nói, nếu chúng ta mua tour trọn gói thì nó sẽ rất là cao đúng không ạ? Tuy nhiên các chị mình hãy tính là nếu chúng ta đi từ Tốc ạ, nếu hai người chúng ta đi từ Tốc này, chúng ta tính này, nếu chúng ta đi từ đây xuống cái Hà Tiên hoặc là chúng ta tự bốc vé máy bay đi, bắt đầu chúng ta sẽ đi xuống này thì tất cả các dịch vụ như là xe cộ, chỗ nghỉ ngơi, ăn uống và những cái phương tiện đi lại tại Phú Quốc thì cộng lại thì giá nó sẽ cao hơn cái vấn đề chúng ta đi tour ghép đoàn với những cái công ty du lịch họ tổ chức. Chúng ta nên, và đặc biệt đó là chúng ta nên mua cái tour thì nó chọn gói và đặc biệt nó có sự hướng dẫn của hướng dẫn viên và được sắp xếp của nhà tour, làm cho chúng ta an tâm hơn, và đặc biệt nó là bên tour họ mua bảo hiểm cho chúng ta, có vấn đề sự cố gì ngoài Phú Quốc thì có bên gọi là công ty họ đứng ra họ chịu trách nhiệm tất cả những vấn đề. Đặc biệt các chị mình đi theo đoàn thể chúng ta cũng nên mua tour chọn gói để bảo đảm sự an toàn, đặc biệt thì thường tour du lịch họ tổ chức rất là chuyên nghiệp, họ tổ chức rất là bài bản, đi đến đâu họ thích mình đến đó, đi đến đâu họ chỉ đến đó, chúng ta ăn những con gì mà hầu như là tất cả ăn uống đã gồm bao chọn gói rồi, chúng ta chỉ có thêm phần là buổi tối hay là chúng ta ăn chơi hay mua sắm shopping những cái thứ gì đó. Còn các chị mình hỏi là ở ngoài Phú Quốc đặc sản là cái gì thì chúng ta ở đây thì hướng dẫn cũng tư vấn cho chị mình ạ. Phú Quốc đó có rất nhiều đặc sản, và đặc sản Phú Quốc anh chị nên mua về đó chính là nước mắm Phú Quốc, rất thơm, rất ngon và rất đặc biệt. Và nó Phú Quốc được cả thế giới công nhận, nhưng mà riêng cả Việt Nam hiện nay thì đã xuất khẩu đi tất cả quốc gia trên toàn thế giới. Và đặc sản thứ hai đó, khi chúng ta đến Phú Quốc thì các loài hải sản là vô cùng phong phú và đa dạng đúng không ạ? Đặc biệt đó là dành cho các cánh nằm mài dâu chúng ta, đó chính là có cá hải mã, cá ngựa về ngâm rượu uống rất là thích. Gọi là bổ thận anh chị bạn ạ. Dạ. Dạ. Những cái loại hải sản tiếp theo đó là ghẹ hay là tất cả loại ốc thì ở ngoài Phú Quốc đều có hết anh chị mình ha. Và đi Phú Quốc thì chúng ta phải ghé một cái cơ sở ngọc trai nào đó, chúng ta hãy mua một viên ngọc trai để về năm qua tặng cho người yêu của mình. Đó là những cái mà hướng dẫn viên cần chia sẻ của anh chị mình. Còn một số anh chị mình hỏi là ở ngoài đó thì giao thông đi lại như nào? Kính thưa anh chị mình, diện tích hòn đảo Phú Quốc là gần 600 km vuông, từ trung tâm đó là khu vực trung tâm là Dương Đông, từ Dương Đông đó là đến những cái nơi mà tham quan giải trí thì cự ly trung bình nó khoảng chừng 30-40 km. Ví dụ chúng ta đến Nam đảo là chúng ta đến khu vực đó là An Thới thì chúng ta có một cái con đường lớn nhất tại trung tâm đi đến cái cục đường đó thì nó đi khoảng 30 phút là tới khu vực đó, là khu vực của phía Nam đảo thì nó gồm các khu vực tham quan như là nhà thờ Phú Quốc hay là khu vực cáp treo Hòn Thơm hay là đến với lại khu vực bãi xa anh chị mình ha. Còn khu vực phía Bắc ấy, thì nó tập trung ở những từ Dương Đông đi lên nó khoảng 23 cây số thì tập trung những điểm tham quan như là Vinpearl Land Phú Quốc, Ferrari Phú Quốc hay Gành Dầu hay là rừng quốc gia Phú Quốc nằm ở trên. Còn khu vực trung tâm Dương Đông Phú Quốc thì nó gần những điểm tham quan ví dụ như là Dinh Cậu hay là chùa Hùng Long Tự hay là suối Chanh, thác Chanh, và vườn tiêu, và khu vực Ngọc Trai, và khu vực ngay tại cái trung tâm Phú Quốc thì nó có bãi dài ở đây nó rất là đẹp, hay gọi là bãi Trường, dài gần 20 km, thì tập trung rất là những resort nổi tiếng ngay tại trung tâm hòn đảo Phú Quốc, ngay tại trung tâm Dương Đông, đi cách Phú Quốc khoảng 23 cây số, khu vực Eden Resort, khu vực Sài Gòn Phú Quốc resort và Sheraton, rất là nhiều những cái resort được mọc ra ở đó. Và ngày hôm nay thì tôi chia sẻ một chút xíu về cái kinh nghiệm đi du lịch Phú Quốc. Các anh chị mình có câu hỏi, có câu hỏi gì thì hãy comment phía dưới thì tôi sẽ giải thích cho anh chị mình. Hiện nay thì em đây cũng đang bán những cái tour lẻ và tour chọn gói dành cho khách du lịch tham quan hòn đảo Phú Quốc, bán tour khách lẻ đoàn, tổ chức tour cho khách đoàn từ 10 người trở lên riêng, cho 20 người
cho 100 người, cho 200 người đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến hòn đảo Ngọc Phú Quốc. Các anh chị mình có nhu cầu ủng hộ, xin vui lòng hãy liên hệ số điện thoại có ở phía dưới, và đừng quên cho em đây một cái subscribe và đăng ký kênh để sẽ có những cái kinh nghiệm tiếp kinh nghiệm để chia sẻ các anh chị, kinh nghiệm để chia sẻ anh chị đến những cái địa điểm tham quan du lịch ngoài hòn đảo cho Phú Quốc ra, còn rất là nhiều nơi trên toàn thế giới. Và ngày hôm nay thì cảm ơn các anh chị chúng ta đã lắng nghe sự chia sẻ từ người đã có hơn 10 năm trong cái ngành nghề hướng dẫn viên du lịch cũng như là tổ chức tour kinh nghiệm rất khách đoàn. Cảm ơn các chị rất nhiều trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Chúc các chị chúng ta có một cái ngày thứ bảy và chủ nhật nghỉ lễ vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Chúc anh chị chúng ta có một cái Tết 2020 tràn đầy niềm vui và tràn đầy sự hạnh phúc cùng với gia đình và người thân của mình. Cảm ơn các chị.